Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 28 tháng 9, ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường đã nắm được sự việc phụ huynh phản ánh một giáo viên xin cha mẹ học sinh ủng hộ tiền mua máy tính cá nhân. Ông Minh cho hay, hiện tại nhà trường đang giải quyết sự việc này, trường đang làm báo cáo gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân quận 1. Theo phản ánh ban đầu của phụ huynh, trong buổi họp cha mẹ học sinh ngày 14 tháng 9, cô TPH, giáo viên chủ nhiệm một lớp trong khối 4, ngỏ ý muốn phụ huynh ủng hộ tiền để cô mua máy tính cá nhân vì máy tính của cô vừa bị mất. Một số phụ huynh tính toán và đưa ra mức hỗ trợ cô giáo để mua máy tính có giá từ 5 đến 6 triệu đồng một chiếc. Phụ huynh trong lớp thống nhất, người nào có khả năng thì đóng số tiền này, không cào bằng và cũng không ép buộc tất cả mọi người phải đóng. Tại cuộc họp ngày 14 tháng 9, một số phụ huynh đóng tiền quỹ cho ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. Sau đó, ban đại diện chuyển tiền lại cho cô giáo hát giữ. Số phụ huynh còn lại chuyển khoản luôn cho cô giáo chủ nhiệm. Đến trưa cùng ngày, cô hát nhắn vào nhóm Zalo của lớp với nội dung: sau buổi họp đầu năm học, đã có 29 phụ huynh đóng tiền quỹ. Hiện tại cô giữ 14,5 triệu đồng. Cô đưa cô bảo mẫu 300.000 đồng. Cô đóng quỹ khuyến học 500.000 đồng. Cô giữ 13,7 triệu đồng. Cô mua cái laptop, còn bao nhiêu cô báo phụ huynh và cô xin cái laptop này luôn. Cô giáo hát cũng chụp hình hai chiếc máy tính kèm báo giá 5,5 triệu đồng với chiếc màu xám, 11 triệu đồng với chiếc màu đen. Đồng thời, cô nhắn với phụ huynh sẽ lấy chiếc màu đen vì tải dữ liệu nhanh, đề nghị phụ huynh hỗ trợ 6 triệu đồng, cô bù 5 triệu đồng. Ngày 16 tháng 9, cô hát tiếp tục nhắn tin tới phụ huynh trong lớp 4/3 với nội dung: hôm thứ Bảy 14 tháng 9, cô có xin phụ huynh hỗ trợ laptop khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng và cô đã mua máy 11 triệu đồng, thì cô bù vào 5 triệu đồng. Và laptop này là của cô, phụ huynh có đồng ý không ạ? Cùng với tin nhắn trên, cô hát tạo bình chọn trên Zalo đồng ý hoặc không đồng ý cho phụ huynh bỏ phiếu. Đang nói, khi có phụ huynh nêu ý kiến không đồng ý, cô hát lập tức hỏi phụ huynh của bé nào rồi khóa bình chọn. Sau đó cô hát nhắn tin, cho biết có 26 phụ huynh đồng ý, 3 phụ huynh không đồng ý, 9 phụ huynh không ý kiến. Cô hát nhắn, đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé phụ huynh, cô tự mua và tự sử dụng. Còn máy in cô cũng tự mua luôn nha phụ huynh, cô không nhận gì của phụ huynh cả, cô chân thành cảm ơn phụ huynh. Sự việc tiếp diễn khi đến ngày 17 tháng 9, cô giáo này lại nhắn cho phụ huynh với nội dung: tối qua và sáng nay cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ. Dẫu vậy, đến ngày 24 tháng 9, cô hát gửi bản chụp những khoản đã chi sau khi nhận tiền từ phụ huynh. Trong bản này vẫn ghi khoản tiền máy tính 6 triệu đồng, loa 2 triệu đồng. Một phụ huynh lớp không đồng ý vì cho rằng các khoản này phải có sự đồng ý của tất cả các phụ huynh trong lớp. Sau đó cô hát xóa khoản tiền mua máy tính và loa. Theo phản ánh của phụ huynh, kể từ sau vụ việc xin hỗ trợ mua máy tính không thành, học sinh kể lại với cha mẹ về thái độ giảng dạy của cô giáo trên lớp không tốt. Trước tình trạng này, một số phụ huynh trong lớp đã ký đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyển lớp cho các con. Phụ huynh cũng đã phản ánh đến nhà trường và các cơ quan chức năng để tìm hướng tốt nhất cho các con. Bình luận về vụ việc, hiệu trưởng Lê Công Minh cho rằng cô hát đã sai hoàn toàn. Bản thân là người đứng đầu nhà trường, ông cảm thấy sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Ông Minh nói thêm, ngay sau khi một số phụ huynh phản ánh về việc cô hát xin phụ huynh mua laptop, ông đã gọi cô hát trao đổi và nhắc nhở chấn chỉnh. Ông Minh nói thêm, nhà trường đã thông báo cho tất cả các giáo viên, không riêng gì cô hát, là kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh tài trợ cho lớp thì được, cô xin thì không được. Ông Minh khẳng định, cô hát xin ủng hộ mua laptop cá nhân là hoàn toàn sai. Cô cũng không được nhắn phụ huynh theo kiểu không soạn đề cương ôn tập, giáo viên không được nhắn như vậy. Theo ông Minh, khi nhà trường nhắc nhở, cô hát mới tổ chức bình chọn đồng ý hay không đồng ý. Hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương nói thêm, ngày 24 tháng 9, trường tổ chức buổi hòa giải giữa cô hát và phụ huynh của lớp. Tại buổi họp này, có 27 trên 38 phụ huynh của lớp tham gia. Ông Minh nói thêm, trước mặt đông đảo phụ huynh, cô hát xin lỗi phụ huynh và xin cho cô một cơ hội. Tại buổi họp này, nhà trường đưa ra hướng giải quyết là những phụ huynh nào cảm thấy bất an có thể xin chuyển lớp, thì có 25 trên 27 phụ huynh tại buổi họp muốn chuyển lớp. Tuy nhiên, theo ông Minh, hiện tại việc chuyển lớp chưa thực hiện được, trường cũng không có giáo viên dự bị để có thể thay cô hát làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3.